Thì chúng ta cùng nói về lịch sử ra đời của giá đất. Thì giá đất bắt đầu được quy định chính thức từ luật đất đai năm 1993. Trong đó, khung giá đất được quy định lần đầu tiên tại Điều 12 luật đất đai năm 1993. Và khung giá đất này do Trung ương ban hành. Còn bản giá đất xuất hiện từ luật đất đai 2003. Và giá đất cụ thể chỉ mới được quy định từ luật đất đai 2013. Và giá đất cụ thể này do địa phương ban hành. Hiện tại thì theo luật đất đai 2013 thì khái niệm về giá đất được hiểu như sau. Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng xác định. Luật cũng quy định rõ nhà nước là cơ quan duy nhất có quyền ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể. Dựa trên những quy định pháp luật đất đai hiện hành thì có thể phân biệt 3 loại giá đất như sau. Đầu tiên là khung giá đất. Đây là giá đất do nhà nước quy định, được xác định từ mức tối thiểu đến mức tối đa đối với từng loại đất theo từng vùng. Và khung giá đất này sẽ được ban hành định kỳ 5 năm một lần, dựa trên các nguyên tắc định giá đất, phương pháp định giá đất, kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất. Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương. Hiện nay thì khung giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020 đến 2024 được thực hiện theo Nghị định 96/2019. Tiếp theo là bảng giá đất. Đây là giá đất theo từng vị trí, được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố mỗi kỳ 5 năm trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp định giá đất và giá đất thị trường tại thời điểm quyết định. Và trước khi ban hành bảng giá đất thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua. Mọi người có thể xem thêm bảng giá đất 2020 đến 2024 tại bài viết ở phần mô tả luôn nha. Và lưu ý là bảng giá đất cũng có thể điều chỉnh trong trường hợp chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động. Như vậy thì Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất để làm gì? Thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là tính tiền sử dụng đất. Khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Thứ hai là tính thuế sử dụng đất. Thứ ba là tính phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai. Thứ tư là tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thứ năm là tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai. Và thứ sáu là tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Và cuối cùng là giá đất cụ thể. Giá đất cụ thể là giá đất theo mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất ghi trong quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định công nhận quyền sử dụng đất và quyết định thu hồi đất. Và giá đất này được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Như vậy thì giá đất cụ thể dùng để làm gì? Thì theo luật đất đai, giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt định mức cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Thứ hai là tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất. Thứ ba là tính tiền thuê đất trong trường hợp nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thứ tư là tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Và cuối cùng là tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Như vậy thì có thể thấy mỗi loại giá đất mà tôi đã nêu có sự khác biệt cơ bản, chúng được ban hành và sử dụng cho những mục đích khác nhau nhưng lại có quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Trong đó khung giá đất là cơ sở để ban hành bảng giá đất và bảng giá đất lại là một trong những căn cứ để xác định giá đất cụ thể. Ok, video đến đây xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng.